thử thách đáng gờm của huấn luyện viên Trucci và U23 Việt Nam tại SEA Games 32. Với đội hình có chiều sâu và kinh nghiệm, U23 Thái Lan là chướng ngại khó khăn với U23 Việt Nam tại SEA Games 32. U23 Việt Nam đã so tài với U23 Thái Lan ở 3 kỳ SEA Games gần nhất. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, dù bóng đá Việt Nam có 2 lần xưng vương ở sân chơi này, song đối đầu Thái Lan chưa bao giờ đơn giản. Tại SEA Games 30, đội U23 Việt Nam thực chất là lứa U22, với 2 cầu thủ quá tuổi trong đội hình phải rất vất vả mới hòa được 2-2 trước U23 Thái Lan, với không cầu thủ quá tuổi nào. Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam đánh bại đối thủ với tỷ số tối thiểu. Nhờ khoảnh khắc xuất thần của Tuấn Tài và Mạnh Dũng, bóng đá trẻ Thái Lan từng có giai đoạn khó khăn, liên tục thất bại trước Việt Nam ở cấp độ U17, U19 hay U23 trong giai đoạn 2019-2022. Tuy nhiên tại SEA Games 32, U23 Thái Lan là thế lực đáng gờm, với dàn cầu thủ trẻ đang được đầu tư, huấn luyện bài bản ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Tại Doha Cup 2023, U23 Thái Lan hòa 2-2 trước đối thủ mạnh U23 Ả Rập Xê Út, đương kim vô địch U23 châu Á, thắng chủ nhà U23 Qatar với tỷ số 1-0. Ở trận tranh hạng 3 với U23 Kuwait, U23 Thái Lan thua 0-1, nhưng màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Isara Switaro là đáng khích lệ. 4 giải lớn gần nhất, U23 Thái Lan được huấn luyện bởi 4 nhà cầm quân khác nhau như Salvador Garcia, U23 Đông Nam Á, Mano Polking, SEA Games 31, Warawu Suimaka, U23 châu Á, hay hiện tại là ông Switaro, Doha Cup 2023. Dù vậy, lối chơi giàu tính kỹ thuật, lấy những đường chuyền ngắn làm bàn đạp kiểm soát trận đấu và tấn công bài bản, khoa học, vốn là đặc trưng của bóng đá Thái Lan vẫn được duy trì. Các cấp độ đội trẻ Thái Lan, từ U17, U19, U23 hay đội tuyển quốc gia đều được rèn giũa, huấn luyện theo một triết lý, định hướng chơi bóng đồng nhất. Cộng với lứa cầu thủ nổi trội về tiềm năng và kinh nghiệm thi đấu, U23 Thái Lan sẽ thực sự là thử thách với mọi đội tuyển Đông Nam Á. Tại Doha Cup 2023, huấn luyện viên Switaro có trong tay Jonathan Khemet, trung vệ đã chơi 15 trận cho U23 Thái Lan trong 2 năm qua, cùng 7 lần ra sân cho Ratchaburi ở Thai League mùa này. Chanan Promsika, cầu thủ mùa trước chơi bóng ở Tây Ban Nha theo dạng cho mượn, cũng là cái tên đáng chú ý với 8 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan. Lĩnh xướng hàng công U23 Thái Lan là Terasak Weifihimi, tiền đạo đã ghi 4 bàn sau 15 trận cho U23 Thái Lan, từng 2 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, Maximilian Steinber, từng đá ở Đức, Chay Apit Park Supunput, đã 24 trận ở Bồ Đào Nha, đều nổi bật. Đội hình dự Doha Cup 2023 của U23 Thái Lan vẫn chưa tối ưu, bởi huấn luyện viên Switaro còn Suphanat Muenta, cầu thủ trẻ đã ghi 36 bàn cho các cấp độ trẻ và 11 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan. Ở tuổi 20, Suphanat đã chơi 93 trận cho Buriram United ở Thai League. Tức là về kinh nghiệm thi đấu, Suphanat, Jonathan của U23 Thái Lan đều trội hơn U23 Việt Nam. Nhiều học trò của huấn luyện viên Switaro cũng có chỗ đứng vững chắc ở đội bóng chủ quản, được đá ở Thai League, một số cầu thủ ăn tập, đá cho các đội trẻ châu Âu theo dạng cho mượn. Một điểm mạnh nữa của U23 Thái Lan là thể hình tốt, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Jonathan Buffan, 1.95m, Jonathan Khemet, 1.9m, Maximilian Steinber, 1.86m, Song Chai Thông Cham, 1.82m, hay Buko Lemde, 1.81m, đều có chiều cao lý tưởng, trong khi thể hình đang là nỗi lo với lứa hiện tại của huấn luyện viên Trucci. U23 Thái Lan đang quyết tâm đòi lại ngai vàng SEA Games sau 2 kỳ liên tục thất bại. Tại SEA Games 32, mục tiêu của đội bóng do huấn luyện viên Switaro dẫn dắt là huy chương vàng. Không chỉ U23 Thái Lan, mà U23 Indonesia, U23 Malaysia hay U23 Campuchia cũng chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản. Đó là bài toán khó, đòi hỏi U23 Việt Nam phải rất bản lĩnh để vượt qua.